Tại sao cái lỗ mũi anh nó có vẻ nó giống như nó gần cái miệng quá ha. Wow. Hay cái ta. Cơm chưa, ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Kêu anh một đầu quỷ. Đầu quỷ. Kêu không nói anh mày người ta. Rồi, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt tại tỉnh Tây Ninh. Vừa rồi thì một người đàn ông sống tại địa phương này có liên hệ với kênh Độc Lạ Bình Dương, cho biết là mình sở hữu một cái lữ nó rất là kỳ dị. Hôm nay Phú tìm đến đây để xác minh thử câu chuyện này thực hư ra sao. Mời các bạn chúng ta cùng khám phá. Rồi, chào anh nha. Anh giới thiệu mình với khán giả của kênh Độc Lạ Bình Dương đi anh. Mình là Ngô Hành Danh. À, ở Tây Ninh. À, anh Danh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Nay 42 tuổi. Dạ. Anh Danh là có vợ con gì chưa? Có một vợ, một đứa con. Rồi, rồi bây giờ mình ngồi xuống đây ha. À, giới thiệu với các bạn, đây là em gái của anh Danh nha. Cả hai anh em đều tên là Danh hết. Đây là Ngọc Danh các bạn. Còn anh là Thành Danh. Có câu chuyện như thế nào mà chị gửi clip về kênh Độc Lạ Bình Dương? Anh hai nói anh làm liếm lưỡi tới lông mũi, à, liếm cục chỏ tai. Dạ. Rồi cái mình cũng không tin. Cái hiện hai phải làm clip cho em thấy rồi mới tin. Mới nói với Phú được chứ để không... không được sao. Dạ. Cái ảnh làm được cái mới gửi cho Phú coi. À, vậy là cái tài lẻ của anh là mấy lâu nay là gia đình không ai biết hả? Anh ai biết? Là liếm lỗ mũi là cô biết từ nhỏ luôn. Ờ, biết từ nhỏ. À, là hồi khoảng mấy tuổi là nó lớn lớn thì chăng vậy là nó liếm từ mũi nên ta cho nó bảo này đẩy nọ ăn á. Dạ. Ờ, còn cái vụ mà cái tai nó cô mới biết mấy bữa nay. Dạ. Cô mới biết mấy bữa nay. Cái trò mà dùng lưỡi mà liếm lên tới lỗ mũi là anh là thắng nhiều đụ nhậu rồi phải không? Chính chắc cũng ba bốn năm chục bàn vậy á. Ba bốn chục bàn thắng đụ nhậu. Thắng được ba bốn chục bàn nhậu rồi. Nhưng mà cái độ mà lớn nhất là được mấy thùng bia hay sao? Chừng thùng với đồ nhậu thôi chứ không có nhiều, cũng như cá vua chơi. Dạ, rồi mình cứ bao giờ mình thèm nhậu thì mới đi cá chơi vậy hả? Rồi bây giờ các bạn hai chúng ta cùng một lần chứng kiến xem thử cái lưỡi của anh Danh này thì nó dài đến như thế nào. Rồi giờ anh quét bơ thôi. Quét bơ nha, bây giờ chị đi. Quét bơ thôi. Quét mấy cái điểm mà nó gần, bắt đầu là nó gần gần chút rồi, cả sau xa dần coi thử thử thách anh thử nó anh có thể liếm được không? Từ đó, dễ nhiều nhiều vô đó. Rồi để đo miếng cho coi. Còn liếm hết miếng nó không nữa. Tại sao cái lỗ mũi anh nó có vẻ nó giống như nó gần cái miệng quá ha. Trời ơi, nó quá trời là dài luôn các bạn. Mình là thua. Trời ơi. Cao dữ vậy. Vừa thôi. Cao quá là anh liếm tới. Rồi, cái đó là các bạn có thể thấy được cái khả năng đưa đầu lưỡi của anh Danh là lên tới đỉnh mũi luôn các bạn ha. Quá dữ, quá dữ, quá dữ, quá dữ. Nhưng mà sao em có cảm giác nha, là cái tức là vì cái độ dài của lưỡi của anh thì không phải là nó không bằng kia nha, nhưng mà sao em có cảm giác cái mũi anh với cái miệng anh nó gần nhau quá. Đúng không? Lưỡi này gần hơn không? Ừ. À. Nó nhỏ. Ừ. Ồ, bây giờ giờ em mới thấy dài nè. Anh rồi. Đúc vô cái lỗ được luôn. Đúc vô cái lỗ luôn. Ừ. Hay cái ta. Này là liếm cục chỏ. Đây là cái đây là cái cục chỏ. Bây giờ cái khả năng của một người như các bạn mà để cái lưỡi mình mà chạm tới cục chỏ gần như là không thể luôn. Là không được. Ừ. Đây là cục bơ. Anh liếm hết cục bơ. Trời ơi, trời ơi. Trời ghê rồi. Bạn bè mà nó thua đủ nhà của anh chắc nó nhiều lắm nó phải bái phục anh hả?
Nói sao nó thường nói phong anh là gì? Kêu anh một đầu quỷ. Đầu quỷ. Nhưng không nói anh mày người ta. Nói anh mày đầu quỷ chứ người ta gì mày lưỡi nha. Này giống mấy bộ phim Ma Cà Rồng ha. Nói anh là quỷ chứ mấy người ta lưỡi dài dữ. Nhưng mà anh phát hiện cái mình có lưỡi dài hơn người bình thường là từ khi nào? Hồi nhỏ là anh đã biết rồi, mà dần sớm mà không ai biết. Dạ. Tại vì thường thường ấy, anh cũng mặc cảm nói là nói mà quỷ nghe người gái bởi vậy anh không dám ra coi lưỡi dài. Nói mà quỷ chứ có bọn mặc cảm không dám cho ai coi hết. Dạ. Cái sau cái nhỏ em gái anh kêu anh là đâu anh hai làm thử cho coi biết đâu anh hai nổi tiếng nha. Đúng rồi, đó là một cái tài lẻ riêng của mình mà. Còn bà xã của anh là biết không? Mới biết rồi. Mới biết hả? Mới biết rồi. Anh làm cho chị thấy hay sao? Tại vì người ta nói mình lưỡi dài quỷ cái mặt cảm không dám lên cho anh biết nữa. Sẵn nay cái dịp sang em nhỏ em gái anh kêu anh làm, anh sẵn anh làm thử thôi. Dạ. Làm chơi cho vui. Bây giờ mình có cách nào để mình đo thử coi thử cái lưỡi anh dài bao nhiêu cm không ạ? Lưỡi nó nhọn. 15 em. Đó là 15 cm á. 15 cm à? 15 cm. Kinh nhỉ. Là một cắt rử à. Không biết anh bên Biên Hòa đo sao chứ đợt trước là Phú là cũng có một cái anh ở bên Biên Hòa anh gửi clip về nói là lưỡi anh dài 11 cm mà không biết cái cách anh đo như thế nào, còn này đo là tới 15 cm là tính ra là hơn luôn. Tại vì cái lưỡi mình nằm ở trong cái cổ họng rồi. Cái lưỡi cái đường nhỏ nhỏ á. Dạ. Phải đo tới đó. Chị cũng lay lưỡi một cái vậy coi khán giả cảm nhận được cái lưỡi người bình thường so với cái lưỡi của anh thì nó khác nhau. 1 2 lại coi. 1 2 3. Lê hãy cỡ coi. Đây là hai anh em. Hai anh em á, cũng là hai anh em. Hai anh em ruột. Hai anh em ruột luôn á, mà một người vậy á. Đó, các bạn có thể thấy không? Cái độ dài trên lệch kia không? Hết cỡ chưa? Hết cỡ. Trời ơi, sao có lưỡi kia dài dưới rồi. Quá kinh, quá kinh. Em sẽ tặng cho anh một cái huy hiệu độc lạ nha. Huy hiệu này cho mấy cái nhân vật xuất hiện trên kênh Độc Lạ Bình Dương á mà có tài năng và tài lẻ đặc biệt. Nếu ở Việt Nam mình có ai mà có cái lưỡi dài hơn lưỡi anh thì đừng có ngần ngại gì nha các bạn hãy gửi thông tin về kênh Độc Lạ Bình Dương nha để Phú xuống xác minh nữa nha. Còn anh là trường hợp đặc biệt rồi, tặng anh một cái huy hiệu độc lạ ha. Rồi kèm theo món quà nhỏ cho vui ha. Rồi chúc anh sức khỏe ha. Và thỉnh thoảng biểu diễn tiếp tục là thắng mấy cái đội nhậu nha. Mình đừng có mặc cảm hay tự ti gì hết. Một cái lưỡi dài như thế này không phải ai cũng có. Đây là một khác biệt chỉ mình mà mới sở hữu được thôi anh ha. Rồi chúc gia đình luôn luôn vui vẻ rồi. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Phú luôn. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, hôm trước Phú có quay một trường hợp ở Tây Ninh về một người đàn ông có lưỡi nó rất là dài. Sau khi video đó phát lên thì bạn Hiếu đây ở Đồng Nai, Long Thành nha các bạn, thì liên hệ với Phú nói là mình sở hữu một cái lưỡi mà có thể là dài ngang ngửa hoặc là hơn cả cái người đàn ông đó. Thì hôm nay Phú tìm đến đây để xem thử lưỡi của Hiếu dài đến mức như thế nào. Đây anh gắn cái mic cho em nha. Dạ. Rồi bây giờ sẽ không để khán giả đợi lâu, Hiếu sẽ trổ tài luôn. Mà anh nghe đồn nói là trong cái xóm này mấy đứa nhỏ mà nó lười biếng ăn á là ba má nó là nhờ em là qua nhát đó không? Dạ. Bằng cái trò là lè lưỡi. Lè lưỡi. Và bẻ mắt hả? Bẻ mắt. Rồi bây giờ em sẽ làm thử luôn trước ống kính ha để coi khán giả coi thử cái lưỡi em dài hơn cái lưỡi anh Tây Ninh không? Cơm chưa? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Em đã từng đo cái lưỡi của mình chưa? Dạ em đo là 1 cm. 11 cm hả? Dạ. Là đo từ độ nào đến độ nào? Ở bên trong với ở ngoài. Hôm trước thì anh kia anh đo là như là hơn 11 cm mà đo từ cái cúng này. Đúng. Luôn anh đo được như vậy thì cái em nghi hơn. Hơn. À. Rồi để cảm nhận thì em có thể nâng một cái ly này lên cho khán giả xem thử ha. Dạ. Rồi hay quá. Giống như các bạn ở Tây Ninh ha, anh Phú sẽ chấm thử một ít bơ lên cái đầu lưỡi và cũng như là cái đầu cầm thì xem thử Hiếu ấy được không. Rồi. Wow. Phú.
xem video đến đoạn này, các bạn nào mà có thể là dùng lưỡi mà của mình chạm tới cái đỉnh mũi giống như Hiếu không thì hãy để lại bình luận dưới video nha. Đây là chị gái của bà, của Hiếu nha các bạn. Em ra đây, ra đây khỏi đi, ra đây. Cái lưỡi em có dài như cái lưỡi Hiếu không? Đâu em lại coi đó. Cũng dài dữ đi. Được con ơi. Mày thẳng không nha. Ồ, lưỡi dài luôn. Rồi, cũng dài ghê ta. Dài mà. Đục đục, sao bụng nó mũi rồi. À, tới. Rồi, hết cỡ rồi lại coi. Chưa bằng, chưa bằng. Wow, tới mà chạm tới cái lỗ của cái mũi là cũng dạ. Là hay á. Wow, hai chị mà, hai chị mua nè, hai chị. Hai giờ em làm luôn nó quay gấp xong xong coi. 2 3. Vô. Ghê ha. Trời ơi, giỏi quá. Dạ. Em ở nhà là hay mắng Hiếu lắm đúng không? Ừ, đúng rồi, em phải mắng thêm khoảng 3 năm nữa thì lưỡi em dài bằng lưỡi Hiếu ấy. À, thưa các bạn, trước khi mà mời Phú tới đây thì Hiếu có ngỏ ý là thông qua kênh Độc Lạ Bình Dương muốn kết nối để tìm một người bạn đời. À, dạ. Hiếu có thể kể câu chuyện tình duyên của mình lặng đặng như thế nào cho dạ. Khán giả nghe. Tình duyên em có 3 cô gái rồi. Tình duyên mà chia tay hết trơn rồi. Tại vì 3 cô gái đó chưa biết cái lưỡi của em. Nhưng bây giờ quay cái clip này biết cái lưỡi em là hối hận chưa. Dạ. Cái lưỡi em tin tưởng là sẽ mang đến gì cho cô ấy mà em bảo là hối hận. Cái gì cười? Ê, khó nói chứ. Dạ. Em có thể là đọc số điện thoại để dạ. Những cô gái mà cảm nhận được em đẹp trai, em nói có duyên thì dạ. Người ta sẽ đến với em. Ừ. Dạ. Nhưng mà anh hỏi trước khi anh hỏi là tại sao ba cô đó là bỏ đi? Lúc em khổ, thì ba cô ấy hay gì bỏ. À, vậy hả? Dạ. Ừ. Bây giờ em làm công việc gì? Là công việc em bắt nông sản tự do. Dạ, buôn bán ở ngoài. Dạ. Làm ăn được không? Dạ, cũng hơi đài anh. Dạ. Ba cô đó giờ có chồng chưa hay là vẫn là... Dạ, ba đó có chồng hết trơn anh. Có con rồi. Dạ. Người ta theo chồng thì mình cũng kiếm vợ ha. Dạ. Rồi, số điện thoại của Hiếu là? Dạ, 0397 9 1995. Rồi, cảm ơn Hiếu rất nhiều ha. Dạ. Đây là món quà tặng cho em. Rồi, dạ. Bây giờ trong khi mà Hiếu nhận quà ha, thì bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ thưởng thức một giọng hát giống như là một lời nói chia tay của... chị gái của Hiếu ha. Dạ. Đây là giọng ca tiềm ẩn ở cái xóm này. Trên thế gian bây giờ tìm đâu bạn hữu tâm giao, bọn trên vậy bao gian dối, vui dập nhau cũng vì lợi danh. Đô la nhà lậu sẽ sang, nhắm mắt xuôi tay năm sáu dưới năm mồ. Kiếp người là cát bụi hư vô, như ngọn đèn chất gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bán là phụ du, vật chất tiêu tan năm sáu cùng lũi tàn. Sống sân si đời như ly không đáy, buôn tay về trời đời bóng hóa hư không. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. À, các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.